chấn động đám cưới thế kỷ của cặp đôi LGBT đầu tiên tại Tiền Giang. Vừa qua, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau bộ ảnh cưới hot hòn hot của một cặp đôi lung linh như chuyện cổ tích. Bộ ảnh cưới sẽ bình thường như bao đám cưới bình thường khác, cho đến khi dư luận phát hiện sự thật về cô dâu xinh như mộng khiến người ngã ngửa. Vậy cô dâu là ai mà long trời lở đất dữ vậy? Mới đây, chân dung của cô dâu trong truyền thuyết chính thức được tiết lộ. Cô vợ tên Nguyễn Viết Huế. Nhìn lại hình ảnh của Huế cách đây vài năm, chắc không ai nhận ra chàng trai với ngoại hình khôi ngô ngày nào lại có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần như hiện tại. Dù sinh ra với hình hài con trai nhưng Huế sớm nhận thức được giới tính là một người con gái và luôn khát khao một ngày được sống đúng với giới tính thật của mình. Sống trong gia cảnh khó khăn từ nhỏ, Huế may mắn có một người mẹ luôn thấu hiểu và yêu thương con. Biết xu hướng giới tính của con mình, mẹ cũng không vì thế trách mắng hay đánh đập mà luôn thấu hiểu sẻ chia. Để rồi sau thời gian bên trải mưu sinh, thương Huế ông trời đã cho cô tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Tình yêu sớm đơm hoa kết trái, những cảm xúc cháy bỏng thi nhau bùng nổ. Anh Lợi, người bạn trai quốc dân, đã bỏ ngoài tai những lời can ngăn, những định kiến xã hội quyết định người bên mình cả cuộc đời này chỉ có thể là Huế. Cũng chính anh đã ủng hộ quyết định và nỗ lực giúp Huế đủ đường để được sống với giới tính thật của mình. Sau hai ca đại phẫu đập đi xây lại chấn động gồm nâng ngực chuyển giới, thu mỏng môi, nâng mũi S-line, cấy mỡ mặt toàn bộ, cấy mỡ sống mũi, thử hỏi còn ai có thể nhận ra chàng trai Viết Huế năm nào. Cô nàng Viết Huế hiện tại với gương mặt nữ tính biết bao, cùng những đường cong cơ thể quyến rũ nhường nào. Sau hơn 25 năm gồng gánh dưới hình hài con trai, Viết Huế như được tái sinh với một diện mạo mới khi ước mơ đã thành sự thật. Dùng tình yêu chân thành cảm hóa sự ngăn cản của gia đình chồng, cặp đôi vừa qua đã có đám cưới thế kỷ gây chấn động miền Tây, trở thành cặp đôi LGBT đầu tiên nên duyên tại Tiền Giang. Không chỉ tình yêu, mà cuộc sống sự nghiệp của Huế cũng đã bước sang trang mới. Dù từng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh LGBT như Phan Kim Tiền, Thoại Vi được sống đúng với giới tính thật, nhưng khi chứng kiến chuyện tình cổ tích của Viết Huế, bệnh viện JW lại cảm động phát khóc. Năm 2014, luật pháp Việt Nam đã chính thức bãi bỏ luật cấm hôn nhân đồng giới. Hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn rộng mở hơn dành cho cộng đồng LGBT. Họ cũng xứng đáng được tôn trọng và có quyền nhu cầu hạnh phúc. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn.